Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm đề tài này. Thật ra thì đề tài này nó đã có từ trước từ rất lâu, nhưng đó là những trên trang báo của nước ngoài chưa dịch sang tiếng Việt. Và mới đây nhất, ngày 17 tháng 4 năm 2020, là Hồng Y Rockefeller phải đối mặt với cáo buộc mới. Vì trước kia ông đã có cái sự sai lầm lạm dụng tình dục trẻ em, nhưng tòa sự trắng án, và mới đây thì ông đã dính một cáo buộc mới. Việc như sau, mời các bạn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình làm tiếp tục những cái phần đề tài hấp dẫn hay ho. Và chúng ta ghi nhớ rằng nếu có con em chúng ta đi đến những nhà thờ cũng cần cân nhắc khi xưng tội ở nơi vắng và không người, vì các trẻ nhỏ rất sợ cha và ma sơ. Điều này chúng ta nên cân nhắc. Hồng Y Phêu nói phiên tòa xử ông trắng án không phải là một cuộc trưng cầu dân ý trong giáo hội Công giáo, hay cung cách mà các thẩm quyền của giáo hội ở Úc đối phó với nạn ấu dâm. Chỉ một tuần sau khi tòa án tối cao hủy bỏ các bản án trước đây của Hồng Y Rockefeller, 78 tuổi, nay ông lại phải đối mặt với cáo buộc mới về lạm dụng tình dục trẻ em. Cảnh sát vẫn chưa tiếp nhận Hồng Y Phêu hoặc nhóm pháp lý của ông ta về cáo buộc mới. Được hiểu là có từ những năm 1970, theo tờ Herald Sun, người buộc tội hiện đang làm việc trong một vai trò chuyên nghiệp. Daily Mail Australia chỉ cho biết cảnh sát đang điều tra. Mãi cho đến hôm nay, thứ hai này, Hồng Y Phêu mới được biết về cuộc điều tra mới này. Một phát ngôn viên của Hồng Y Phêu nói, trong bất kỳ vấn đề nào của cảnh sát cần theo đúng quy trình, phải đi qua các cửa thích hợp. Một cuộc phỏng vấn được ghi lại giữa Hồng Y Phêu và người dẫn chương trình Sky News Australia Andrew Bott sẽ phát sóng vào tối thứ ba. Trong đó, Hồng Y Phêu nói rằng ông sẽ không hoàn toàn ngạc nhiên rằng cảnh sát cố gắng truy tố ông ta một lần nữa. Trong một cuộc phỏng vấn, Bott đã hỏi Hồng Y rằng liệu ông có xấu hổ về việc xử lý các vụ bê bối lạm dụng tình dục trẻ em của giáo hội La Mã hay không. Ông trả lời có. Có hai cấp độ, một là chính tội ác và cách giải quyết chưa đủ và quá lâu, Hồng Y Phêu nói. Nó giống như cắt bỏ một căn bệnh ung thư, lạy Chúa, chúng tôi đã thoát khỏi nó. Hồng Y Phêu nói rằng ông lên án những hoạt động đó, và thêm vào đó, ông đã thấy được thiệt hại mà nó đã gây ra cho các nạn nhân. Trong một những điều khiến tôi đau buồn là cho rằng tôi chống nạn nhân, hoặc tôi chưa thông cảm đầy đủ với họ, ông nói. Cũng trong một cuộc phỏng vấn đó, Hồng Y Phêu đã chỉ trích vai trò của ABC trong việc đưa ra quan điểm một chiều trong thử thách pháp lý của ông. Tôi tin vào tự do ngôn luận, Hồng Y Phêu nói. Tôi thừa nhận quyền của những người khác với tôi để nêu quan điểm của họ thôi. Nhưng trong một đài truyền hình quốc gia mà có nhiều bài viết theo một quan điểm và chỉ một quan điểm, đó là sự phản bội lợi ích quốc gia. Ông tuyên bố rằng sự bất công nghiêm trọng mà ông phải chịu đã được khắc phục. Đối với việc ông được tha bổng, Hồng Y Rockefeller có vẻ ái ngại và đưa ra hai ý kiến. Một, tôi không có ý xấu với bị cáo của mình. Tôi không muốn sự tha bổng của mình làm tăng sự tổn thương và cay đắng và mà nhiều người cảm thấy. Chắc chắn đã có đủ tổn thương và cay đắng rồi, ông nói hôm thứ ba.
2. Hồng Y Pheo nói phiên tòa của ông không phải là một cuộc trưng cầu dân ý trong giáo hội Công giáo hay cách mà các thẩm quyền của giáo hội ở Úc đối phó với nạn ấu dâm. Vấn đề là tôi có phạm những tội ác khủng khiếp này không, và tôi đã không có làm như thế. Hồng Y Pheo đã đến chủng viện mục tử nhân lành ở Hồ Mainboat ở phía tây Sydney vào khoảng 9 giờ tối thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2020. Chuyện bắt đầu từ tháng 12 năm 2018. Một bồi thẩm đoàn đã lên án Hồng Y Pheo phạm 5 tội, chấp nhận bằng chứng của một người khiếu nại rằng ông tổng giám mục Mel Bunner lúc đó Pheo đã lạm dụng tình dục anh ta và một ca nhi 13 tuổi tại nhà thờ Baptist năm 1996. Một trong hai ca nhi này đã chết vào năm 2014, khiến người còn lại đưa các cáo buộc cho cảnh sát. Trong phiên tòa đầu, bồi thẩm đoàn đã không thể đưa ra phán quyết vào phiên tòa thứ hai. Bồi thẩm đoàn đã nhất trí trong quyết định của mình. Sự kháng cáo của Pheo lên tòa phúc thẩm ở Victoria năm ngoái không thành công. Hồng Y Pheo luôn nặng nặc kêu ông vô tội. Sự kiện này được ghi nhận trong quyết định dài 26 trang của tòa án tối cao. Nguồn Rock Pheo phải đối mặt với các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em mới từ người tố cáo mới, chỉ vài ngày sau khi các bản án trước của Hồng Y bị tòa án tối cao hủy bỏ. Đó là cái nội dung của Hồng Y đã sai phạm và chối quanh co. Hệ thống xử lý của nước ngoài nó thua kém Việt Nam mình quá xa khi những người phạm tội chối quanh chối co thì bản án nó sẽ không đi đến đâu cả. Vì thế ở Việt Nam, như theo mình biết, thì có một số người làm lễ gọi là xưng tội hay là xả tội cho đứa bé đầu tiên. Mình biết chắc có nhiều người có tâm sự riêng kín đáo, họ nói thẳng rằng là đứa con đầu tiên thật sự là đứa con của cha ở vùng đó, không phải là của chồng hiện tại. Cho nên mình không dám dẫn chứng cụ thể vì sẽ ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của người đó. Cho nên ở một nơi nào đó, một góc độ nào đó, các bạn mới theo đạo, các bạn nên cẩn trọng về vấn đề này. Vì các cha rất giàu, có thể dùng tiền, dùng đô la để tráng miệng. Và nếu như thuận thì chúng ta có thể coi như là đổi món. Mến chào tạm biệt các bạn. Mình sẽ tìm hiểu lần lần và sẽ đưa ra những bằng chứng cụ thể. Ví dụ như Hồng Y Rock Pheo này đã lạm dụng tình dục rất là lâu, nhưng ông khi cáo buộc ông thì ông chối rất dữ dội. Thậm chí cái người trong cuộc phản ứng đưa cho cảnh sát những tài liệu, những bí mật, nhưng ông ta cũng vẫn chối đến trắng án. Thì các bạn biết uy thế và sự ma mảnh của họ nó như thế nào rồi. Mong các bạn trẻ chú ý về vấn đề này.